Tây Thiên ơi, xin ngài an tâm mà chờ đợi ta, thì tìm đến Ngô Bang đưa nàng về bên Sử La Tôn, vào lấy cung đàn năm cô. Ta đếm thời gian dài trôi theo năm tháng, ta sẽ vì ai mà đập nát cô tô đàn. Để bù lại nỗi nhớ niềm thương xa cách đàn.